Thì đó là chính là bài Tây Du Ký. Bài này là bài Tây Du Ký rất là vui, ngồi không trồng đau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi bài này sau. Đầu tiên nhé. Rê la đô la rê pha. Đánh lửa đơn hết. Rê pha rê pha la. La son la pha rê. Rê pha rê pha la. La son la pha rê. La đô re 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 la đô. Nhớ nhé. Rồi tiếp la đô re 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 la đô. Đô re la la son. Son son. Son 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 fa son la đô re. La 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 la. La son fa son la do re. Hết. Thì cái câu này chính là câu hay nhất và khó nhất chính là câu cuối này, sau khi vuốt trắng này. Tắc ca ta. Đô rê. Này pha son la tắc ca ta. Đây cái đoạn vuốt này, các bạn chú ý này. Khi vuốt, có hai kiểu vuốt. Một là vuốt dưới lên, hai là đầy trên xuống lên, đầy lên. Các bạn chú ý này. Mình vuốt, mình sẽ vuốt hai ngón, chính là cái nốt son và nốt lá này. Vuốt hai ngón này. Vuốt mở từ từ nhá. Đầu tiên là bịt trước. Các bạn sẽ tập như sau. Các bạn sẽ thổi cái nốt phá này này. Mở hai ngón cùng một lần này. Đánh lưỡi đơn và đánh khi mở ra hết cỡ là cái lưỡi mình cũng tắt cái hơi này luôn. Rồi, đấy là ở khoảng 2 nhé. Làm như thế nhưng mà ở quãng 1. Hoặc là cách thứ hai. Các bạn tập như sau. Fa mi son la. Mi re fa son. Re do mi son do. Fa mi son la. Fa mi son la. Mi re fa son. Re do mi son do.